Việc của công ty dạo này thế nào rồi anh? Vẫn tốt em ạ, em không có gì phải lo đâu. Alo. Alo, chị có vậy là vợ của anh Hào á? Đúng rồi, tôi là vợ của anh Hào. Anh là ai? Mà có chuyện gì vậy? Anh Hào có vay của chúng tôi 1 tỷ. Anh có nhầm với ai không vậy? Chồng tôi là Đặng Mạnh Hào. Có phải là người các anh cần tìm không? Đúng vậy, chính anh Đặng Mạnh Hào. Nếu chiều nay các người không có tiền thì tôi sẽ đến thu căn nhà này. Anh nói cho em nghe đi, tại sao anh lại vay người ta số tiền lớn như vậy? Anh dùng số tiền đấy để làm gì? Thì lần trước anh có nói với em rồi, công ty bị hủy một đơn hàng rất lớn, nên anh cần số tiền đó để lo cho công ty, không công ty sẽ phá sản. Sau lúc anh vay tiền, anh không nói gì với em. Người ta vừa gọi điện cho em, đòi 1 tỷ kia kìa. Người ta bảo, nếu chiều mai không có tiền, thì người ta sẽ đến tịch thu căn nhà này. Có chuyện đấy sao? Chuyện này anh tự lo liệu đi, em không giải quyết được đâu. Thôi được rồi, hai mẹ con ở nhà đi, để anh lo công việc. Ơ bố, bố đi đâu đấy? Bố đi có chút việc. Bố đi một bác thế nhỉ? Mẹ, bố đâu mà vô vã thế ạ? Hai người bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả mẹ? Nhà mình sắp mất rồi con ạ. Chuyện này là sao ạ? Mẹ nói cho con biết đi ạ. Bố con vay người ta một khoản tiền lớn, đến chiều nay không có tiền trả, người ta sẽ đến giết nhà. Nhà mình mất hết rồi con ạ, chẳng còn gì nữa. Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Mẹ ơi! Mẹ! Bố, bố đâu đấy? Bố là ai đấy? Sao chú lại quay chìa khóa nhà cháu? Nhà này đã không còn là nhà của chúng mày rồi. Bố chúng mày đã bán cho tao rồi. Chú nói dối, bố cháu không thể làm như thế được. Nếu chúng mày không tin, hãy xem đi. Đây là hợp đồng bán nhà. Không thể làm như thế được. Từ bây giờ căn nhà này không phải căn nhà chúng mày nữa rồi. Biến đi. Đi ra, nhìn ra đi. Anh. Anh làm thế nào bây giờ? Mẹ còn đang nằm viện nữa. Chuyện nó sẽ ổn thôi. Thank you.
không phải hắn tiêu sao? Đen vâu à? Thế đen vâu để cho mày gọi à? Tao tưởng nhà mày giàu lắm cơ mà. Sao lại đi lượm rác thế này? Mày đứng lại đây. Này, nhà tao có mấy vỏ lon, cho mày này. Cậu... Làm sao? Tao cho mày là may lắm rồi. Không biết cúi xuống mà nhặt đi. Dưới kia. Nhanh nhanh, anh sắp chết rồi. Nhanh nhanh nhanh. Này, kia có phải con hạt tiêu không? Đúng rồi, là hạt tiêu đấy anh ạ. Mà tại sao lại nhập cái thai anh nhỉ? Đứng lại. Hà Tiêu, có phải là cậu không? Đúng, là tớ đây. Đậu Đậu ơi. Mà sao cậu lại thành ra nông nỗi như thế này? Công ty của bố tớ bị phá sản. Nhà tớ thì bị bán rồi. Đậu Đậu, cậu là bạn tớ. Cậu có thể giúp tớ được không? Cái gì? Ai là bạn của mày? Mày đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nhá. Đậu Đậu, sao cậu lại nói như thế? Chẳng phải tớ với cậu là bạn thân hay sao? Mày nằm mơ à? Tao làm gì có cái đứa bạn hố rách áo ôm như mày là còn đi nhặt ve chai nữa chứ. Trông kìa, bẩn hôi hám không chịu được anh nhỏ. Đúng rồi đấy, mày đi ra chỗ khác đi, không bẩn mắt tao lắm. Anh Thành, chẳng phải anh là bạn thân của anh em hay sao? Sao anh lại có thể nói như thế? Ai là bạn thân với anh mày? Mày nghĩ anh mày đủ đẳng cấp chơi với tao à? Em không ngờ anh và Đậu Đậu lại thay đổi nhiều đến như vậy. Tao nhìn mày cũng thấy tội. Này, cho mày này. Được không đấy? Đã nghèo hèn rồi lại còn sĩ diện. Thôi, cầm lấy đi, không phải ngại. Tớ đã bảo là tớ không lấy. Tiền này mà mày nhặt ve chai cả tuần đấy. Nhận lấy đi. Tao không ngờ chúng mày lại như vậy. Bọn tao chết đói không nhìn nhận sự bố thí của chúng mày. Đi thôi em. Đã nghèo rồi lại còn bày đặt. Thôi kệ nó đi em, xuống đi ngồi. Vâng. Đi tiếp đi. Ghét anh nhỉ. Ừ, anh biết rồi. Cố lên, ngày mai đến hết tiền rồi. Anh mua đồ ăn cho em nhé. Vâng. Ừ, Hà Tiêu, Hà Tiêu, em dậy đi. Hà Tiêu, Hà Tiêu, Hà Tiêu, Hà Tiêu, dậy. Hà Tiêu. Anh Trung. Mày bị làm sao đấy? Nhà mình vẫn còn đúng không? Mày bị làm sao đấy? Mày mơ ngủ à? Mày biết mấy giờ được không? Mày không định đi học à? Hóa ra chỉ là mơ. Thôi, đi học quay. Sợ hơi em bị làm sao vậy? Mày chạy à? Anh ơi, anh tha cho em với ạ. Ha! Loại trộm cắp như mày á, tha làm sao được? Anh ơi, anh tha cho em. Anh tha